sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại thôn Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã diễn ra lễ khởi công sân chơi cho thanh thiếu nhi và con đường hoa thanh niên. Khu vực thi công rộng khoảng 300 m², nằm giáp ranh giữa ba trường, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non của xã Đồng Tâm. Nơi đây vốn là những khoảng đất trống, cỏ dại mọc đầy và hay bị tắc mỗi khi tan học. Công trình này sau khi hoàn thành sẽ mang lại không gian vui chơi cho các em học sinh và cũng giải quyết việc ùn tắc do hạn chế chỗ đỗ dừng xe của phụ huynh đón con em tan học về. Công trình có tổng trị giá là 50 triệu đồng, trong đó Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ 40 triệu và 10 triệu do Huyện đoàn Mỹ Đức huy động. Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 120 đoàn viên thanh niên trong xã cùng tham gia đóng góp ngày công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 5 ngày kể từ ngày khởi công.